Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, năm 2020 là tròn 20 năm Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định lấy ngày 7 tháng 4 hàng năm là ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7 tháng 4 2020. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước. Chống Diễn Biến Hòa Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung bức thư. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ tình nguyện tham gia hiến máu. Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, nhân ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7 tháng 4 2020, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp, đầy lòng nhân ái, tính nhân văn sâu sắc của những người hiến máu tình nguyện, các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác hiến máu tình nguyện. Điều đó thể hiện trách nhiệm, tình cảm của mỗi người đối với cộng đồng xã hội. Tôi được biết, trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã phát triển rộng khắp trên cả nước với nhiều hoạt động phong phú, cụ thể, thiết thực và thu được những kết quả đáng khích lệ, giúp cho người bệnh kịp thời có máu để điều trị. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nơi, nhiều thời điểm ở các bệnh viện vẫn còn nhiều trường hợp người bệnh phải chờ máu hoặc không đủ máu và sản phẩm từ máu để truyền. Đây là thiệt thòi lớn cho người bệnh cần máu và làm giảm hiệu quả chữa bệnh. Máu là loại thuốc đặc biệt, máu an toàn chỉ có thể hiến tặng từ chính những người khỏe mạnh, tình nguyện và hiến máu thường xuyên. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban bộ, ngành, đoàn thể và toàn xã hội tiếp khỏe của chính mình. Tôi kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, mỗi người khỏe mạnh, đủ tiêu chuẩn, hãy luôn sẵn sàng, hăng hái tham gia hiến máu và tích cực vận động mọi người cùng hiến máu thường xuyên cứu người, để giúp cho mỗi người kiểm tra được sức khỏe của mình, cứu giúp người bệnh vì một xã hội khỏe mạnh và nhân văn, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, sự phát triển bền vững của đất nước.